Đồ ăn. Rau không làm sao mà ăn. Dạ, đồ ăn tới ạ. Gì vậy? Cái gì vậy đó? Đúng rồi. Dạ, con làm theo lời ông nói tối qua, giảm hết thức ăn ở mức có thể. Tạm thời thì mình chỉ nấu những thức ăn có sẵn và không có đi chợ để giảm kinh phí à. Con giỏi lắm. Giỏi cái gì hả? Giỏi hả ba? Bao nhiêu đây đồ ăn làm sao mà ăn được? Không có thịt mà sao mà ăn? Không biết đâu đem thịt ra đây. Riêng thịt của em thì có. Ủa? Của em có hả chị dễ thương? Vậy thì cũng còn được. Cho bà, của em nè. Mẹ ăn nữa. Khui. Đồ ăn. Không nghe ông nói hả? Thắt lưng buộc bụng, ráng mà ăn đi. Con ăn rồi bà nghe. Con à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá. Hay là tụi mình gọi pizza đi ha. Cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ok. Không được. Dừng lại. Ơ, trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng cho nên chỉ được ăn cơm nhà thôi. Gì kỳ vậy? Không cho ăn sườn rồi bây giờ không biết cho gọi pizza nữa. Cơm nhà thấy mà gây cho heo, heo nó còn chê á. Nhưng mà đó là lệnh của ông mà, cho nên em không có được gọi pizza đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi, chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì vậy? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à, đồ dạy heo nó mới ăn. Hello em, Nguyên á về trễ nên nó kêu chị ngồi đợi nó một chút. Dạ. Nguyên nó mắc cười đúng không? Ừ. Ây da. Ừ. Chị My. Ừ? Dọn bánh rơi xuống sàn, dọn cực lắm đó chị. Ừ, chị xin lỗi. Bữa sau chị để ý ha. Dạ. Bữa sau chị ý tứ hơn chút nha. Ý tứ hả? Thì á, chị ăn á, rớt dọn bánh xuống sàn. Rồi bàn ghế thì xơi dịch lung tung. Ngày nào chị dạy xong á, em cũng dọn muốn chết luôn. Ủa, em có hơi khó tính quá không? Chị ăn xong rồi tí nữa trước khi chị đứng dậy rồi đi chị sẽ dọn mà. Với lại em nghĩ quan cho chị rồi đó. Chị vô ngồi chị ăn chị đọc chuyện thôi à. Chứ chị không có mà xê dịch bàn ghế gì đâu. Thì hồi nãy em dọn rồi, bây giờ em phải dọn lại nữa nè. Thôi xin lỗi em mốt chị không ngồi đây ăn nữa. Chị để nó đi em dọn cho. Thôi khỏi, chị dọn được. Chị vô phòng Nguyên chị đợi. Vô lẹ lên. Dạ alo em tới nè. Chào chị. Dạ 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 anh tới hả? Lấy đồ. Ờ thôi đợi em xíu nha. Trời sao nắng dữ vậy trời. Dạ dạ em ra liền em ra liền. Dạ dạ có trả tiền xe không anh? À dạ hả. Ây dạ. Ây. Trời ơi. Alo dạ dạ em tới liền. Ủa chị tìm cái gì ngoài vậy? Ủa Tâm Anh, em có thấy cái áo khoác của chị để đây không? Em đâu có thấy đâu, em vừa mới xuống mà. Đâu rồi ta? À chị ơi. Hả? Có thể là Lam Chi giấu á. Lam Chi hả? Ờ. Ê, nắng quá. Ủa hello hai đứa. Ủa chị. Dạ chị. Hả? Chị lấy cái áo của em hả? Ủa cái áo này của em hả? Chị xin lỗi nha, tại hồi nãy trời nắng quá chạy ra lấy đồ á, cho nên chị mượn đỡ chị... Sao nó rách rồi? Sao rách rồi chị? Chắc là hồi nãy gấp quá nó mang vô cửa. Nhưng mà sao rách nặng dữ giờ mang có chút xíu. Sau này chị đừng có tùy tiện đụng vô đồ của người khác nha.
Chị ơi, sao nãy chị lại nặng lời với chị My vậy? Tại chị My tự tiện đụng vô đồ của chị chứ gì nữa. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Chị về nha Tâm Ý. Chào chị. Chào em. Món gì đây? Cho gà đậu xanh đâu? Dạ, tại hết đậu xanh rồi cho nên con làm món gà xào xả ớt. Để mai con làm cháo gà đậu xanh cho chú nha. Tâm Ý, con hiểu tiếng người không vậy? Chú nói là chú muốn ăn món cháo gà đậu xanh mà. Ba, sao vậy ba? Dạ, con cũng định đi mua mà cô kêu là cứ làm món gà xào xả ớt đi. Cháo gà đậu xanh với lại gà xào xả ớt thì cũng là thịt gà thôi con. Hai món rõ ràng khác nhau mà ba. Món gà trong dĩa này toàn là xả ớt không nè, ba không thấy hả? Ủa ba, ăn miếng xả ớt đâu có sao đâu ba. Ba, thôi đâu rồi. Đi đâu á? Còn muốn ăn nữa, Tâm Ý, trong ngoài gặp chú một chút đi. Dạ. Ôi cái thằng này, nói vậy mà nó cũng dối cho được à? Tại sao con làm như vậy? Con coi thường chú vừa vừa thôi chứ. Tại sao con lại coi thường chú? Bây giờ con nói đi, chú cần biết lý do. Tại sao? Anh với Tâm Ý làm gì ngoài đây vậy? Không có gì hết á, em đi vô trong đi. Em nghe rồi. Em mới là người kêu Tâm Ý nấu món gà xào xả ớt nè. Anh biết rồi. Nhưng vấn đề ở đây không phải là cái món gà xào xả ớt đó. Mà vấn đề ở đây á là anh với con bé này có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Chuyện gì mới được chứ? Chuyện gì kệ anh, em vô trong đi. Bây giờ coi như em không biết chuyện gì rồi, em đi vô đi, để anh giải quyết. Vậy cũng được nữa hả? Được hết á. Dạ, con mời chú. Tâm Ý. Dạ. Con ngồi đi. Dạ, sao vậy chú? Chú có chuyện muốn nói với con. Con nói là con chưa từng coi thường chú đúng không? Dạ. Hên là chú đã quay phim lại. Con có biết trong khoảnh khắc con đưa báo cho chú, con đã coi thường chú bao nhiêu lần không? Dạ. Sơ sơ cũng 6 lần. Dạ. 6 lần lần hả chú? Chứ còn gì nữa. Bây giờ chú sẽ cho con coi để con tâm phục khẩu phục. Nhìn đi, đây là bằng chứng đầu tiên con đã coi thường chú như thế nào. Dạ, con coi thường chú chỗ nào vậy chú? Từ cửa bước vào, đầu của con hướng về ai trước? Hướng về phía chú đúng không? Nhưng con lại chào ai? Dạ, con chào chú. Con nhìn kỹ đi, đầu con hướng về phía chú nhưng con lại chào cậu sĩ trước. Sao lại vậy? Vị trí của cậu ba trong nhà này lớn hơn chú hay sao? Hay là con thầm thương trộm nhớ em vợ của chú? Đương nhiên là không rồi đúng không? Chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là con coi thường chú. Chưa hết đâu, còn nhìn tiếp đi. Chú uống không? Dạ. Sau khi con chào cậu ba xong, con đã làm hành động gì? Dạ, hành động gì vậy chú? Con đã đạp lên giày của chú. Con có biết đạp lên giày của một người khác cũng đồng nghĩa là coi thường người đó không? Chưa hết đâu, con nhìn cho kỹ đi. Chờ chú lấy đôi giày cái. Dạ. Báo của chú nè chú. Tối qua chú ngủ có ngon. Con có phát hiện ra điều gì không? Con đã làm chuyện gì vậy chú? Con không phát hiện ra luôn hả? Con hãy nhìn cho kỹ đi. Con vừa chào chú mà con còn ở hơi nhẹ một cái vô mặt chú nữa. Nè. Báo của chú nè chú. Tối qua chú ngủ có ngon. Nghe chưa? Nghe lại lần nữa nha. Tối qua chú ngủ có ngon. Đó. Như vậy không coi thường chú là cái gì? Chưa hết đâu, còn nữa nè. Con nhìn cho kỹ nha.
tâm ý à? Con đưa báo cho chú, con giả bộ đưa hai tay, nhưng sau đó con rút lại còn một tay. Như vậy là hành động coi thường chú đó. Để chú xả lại cho con coi nha. Con thấy chưa? Tâm ý à? Con coi thường chú quá rồi đó Tâm ý à. Nhưng vẫn chưa hết sự coi thường của con dành cho chú đâu. Tiếp nè con, chịu khó ngồi coi nha. Tâm ý. Dạ. Pha chú liền. Dạ. Chú kêu con đi pha cà phê, chú chưa nói hết câu con đã dạ rồi. Đó là một sự coi thường người khác. Nhưng đau hơn nữa, nhìn đi con, chú cứ ngỡ là sau khi con dạ xong rồi con đi pha cà phê liền cho chú. Nhưng sự thật rất phũ phàng, con không hề đi pha cà phê cho chú. Mà con còn nấn ná con đứng con nhìn thằng Sĩ. Nó có gì hơn chú? Con thương thầm nó đúng không? Dạ. Trong chuyện này chỉ có hai điều thôi. Một là con thương thầm thằng Sĩ, hai là con coi thường chú. Bây giờ chú hỏi con một lần cuối, con chọn đi, con thương thầm thằng Sĩ hay là con coi thường chú? Con nói đi. Thương thầm thằng Sĩ đúng không? Dạ con xin lỗi vì đã coi thường chú. Điều đó đã thành sự thật. Tâm ý à, chú biết thế nào con cũng nói câu này. Nhưng thôi, chuyện đã lỡ rồi chú bỏ qua. Từ đây về sau con không được coi thường chú như vậy nữa. Chú nói cho con biết, bổn phận của con là người ở, con phải tôn trọng chủ của mình. Chú là con người có cái đầu, chú biết tất cả mọi chuyện, con không qua mắt được chú đâu. Dạ, con xin lỗi chú. Từ đây về sau con không dám coi thường chú nữa. Con xin lỗi chú. Trời ơi. Dạ. Con vừa hứa chú cái gì? Con nói con không coi thường chú nữa mà. Vậy mà vừa nói dứt câu con đã quay đầu con đi, con không thèm nhìn chú nữa. Dạ, con xin lỗi chú. Con xin lỗi chú. Trời ơi là trời, sao trong nhà này ai cũng coi thường tôi hết vậy?